Tức là mình coi lại mình thấy mình tiếc, mình chờ phải nhiều lúc là mình xuống mình phụ á thì chắc là nó sẽ nhanh hơn, nó biết đâu nó sẽ nhanh hơn. Mặc dù lúc đó là em Hoàng Quý Phước đúng không? Dạ đúng rồi, bơi giỏi lắm rồi thì đó, tiếc xíu vậy đó. Tức là lẽ ra nếu mình bữa đó mình mà không xuống mình phụ cái nữa thì biết đâu là cái tiền nó sẽ nhiều hơn. Mặc dù là em Hoàng Quý Phước thì là dân viên bơi lội chuyên nghiệp, bơi khủng khiếp rồi, nhưng mà ba Hồng Sơn Dương Lâm thì bị thiếu sức hơn, cho nên là nó sẽ có một cái khoảng thời gian bị chậm lại. Cho nên là khi mình coi là mình tiếc, tại vì nói chung là anh biết bơi, anh bơi giỏi thiệt, cái đó là có thiệt, không mấy là mình cao, nhưng mà thiệt cái đó từ còn nhỏ là anh được ba anh là dạy cho tập bơi, thì không đi học bên ngoài mà dạy ở nhà. Ba anh bơi giỏi cho nên là dạy anh từ xíu nè, là bơi giỏi lắm rồi. Hồi nhỏ là chuyên môn đi bơi chung với đám nít trong xóm á, trong hồ bơi, rồi chọc ghẹo tụi nó dí nó được mình, là mình chạy ra tới cái chỗ sâu nhất của cái hồ, mình thông xuống một cái là nguyên đám nít lên bờ giọt thôi, chứ tụi nó không dám xuống. Nên là từ nhỏ là anh đã bơi giỏi, nên nó cũng là một trong những cái kỹ năng của mình để mình sử dụng trong cuộc sống.